Trưa ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nghị án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, từng gây xôn xao dư luận vào tháng 12 năm 2021. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội. Trước khẳng định này của bị cáo Trang, hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo. Hội đồng xét xử đặt câu hỏi vì sao bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con gái mà lại không can ngăn, có phải là để Trang dạy dỗ cháu? Trước câu hỏi, bị cáo Thái tỏ vẻ lúng túng và không có câu trả lời. Hội đồng xét xử đã cung cấp lời khai của bị cáo Thái tại cơ quan điều tra. Cụ thể, bản thân tôi thấy không đánh vào đầu. Tôi có nói với Trang có đánh thì đừng đánh vào đầu. Tôi không nghĩ hậu quả sẽ xảy ra nên không can ngăn Trang đánh cháu. Chủ tọa đặt câu hỏi, vì sao bị cáo Thái không can ngăn? Bị cáo Thái nói rằng, sự việc xảy ra lâu rồi, bị cáo không muốn nghĩ lại nữa. Đó là ký ức quá đau buồn, bị cáo xin phép không trả lời. Hội đồng xét xử tiếp tục truy vấn là tại sao bị cáo không nhớ. Đây là sự việc xảy ra quá nhiều lần, quá dài, tại sao không nhớ? Đồng thời, hội đồng xét xử đã trình chiếu lại một đoạn video do camera ghi lại. Trong đó có đoạn Trang cầm một cái cây đánh cháu bé, nhưng do khúc cây ngắn không đánh được, nên Thái đã rút cái cây dài ra rồi đưa cho Trang. Tuy nhiên, bị cáo Thái trả lời, không hiểu vì sao lúc đó làm như vậy. Bị cáo Thái nói rằng do dịch bệnh và giảm thu nhập nên bị cáo bị áp lực về tiền bạc. Trước lời nói của bị cáo Thái, hội đồng xét xử phản đối lời khai nhận thức sai lầm của Thái vì cho rằng Thái học thức rất cao, từng đi du học nước ngoài. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, tài liệu thể hiện lương bị cáo mỗi tháng 50 triệu đồng nên bị cáo nói áp lực tiền bạc là ngụy biện. Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm, đại diện cho bị hại là cháu VA cho biết, các trận đòn trước đây là yếu tố cộng dồn gây ra cái chết cho cháu bé và những lần hành hạ trước, nhiều lần có cả Thái tham gia. Vì vậy, luật sư đã kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Phân viện Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản từ chối giám định pháp y các ngày 7, 10, 11, 12 của tháng 12 năm 2021. Vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của đại diện bị hại. Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu bé, đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Được nói lời sau cùng, bị cáo Thái trình bày, trong hơn một năm rưỡi qua bị cáo rất ân hận và mong muốn hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo sớm được trở về chăm lo cho gia đình và làm người có ích cho xã hội. Bị cáo Thái không tranh luận đối với đề nghị bác kháng cáo của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đề nghị chuyển đổi tội danh từ phía luật sư bị hại. Luật sư của bị cáo Thái cho rằng không có căn cứ xác định thân chủ mình, có hành vi phạm tội giết người với vai trò đồng phạm. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử bắt đầu nghị án đối với bị cáo Thái. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, hội đồng xét xử thông báo do vụ án có nhiều tính chất phức tạp, nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài tới ngày 10 tháng 5 mới tuyên án. Trước đó, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân đã tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Thái bị tuyên phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác và 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.